Xin kính chào tất cả quý vị khán giả và các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe Vâng, kính thưa quý vị Ở California thì đã vào mùa thu rồi Đầu tuần của tháng 10 mà Hơn một tí Thì bắt đầu những chiếc lá màu xanh đã chuyển màu vàng Trời bắt đầu xe xe lạnh rồi các bạn Cách đây 2-3 ngày thôi Thời tiết vẫn còn nóng nha Nhưng mà bây giờ thì bắt đầu xe xe, xe lạnh rồi không biết ở ngoài Hà Nội như thế nào ha Không biết ở ngoài Hà Nội có bốn mùa rõ rệt giống như ở California không Nhưng mà mình nghe nói mùa lạnh thì cũng lạnh lắm mà nghe phải bằng áo ấm để giữ nhiệt cho cơ thể của mình Chắc giờ này ở ngoài Hà Nội chắc khí hậu trời cũng xe xe lạnh mát dịu Cùng với lại buổi ca nhạc của cháu Hồ Văn Cường với FC đọt Chuối Vừa rồi À, thì thật là hạnh phúc cho cháu không các bạn ha nếu mà không có um, cái chuyện đau thương buồn xảy ra cái vụ mà mini cháy ở một uh, cái chung cư đó các bạn thì có lẽ show của cháu Hồ Văn Cường đã diễn ra rồi nhưng mà nó giống như là một cái quốc tang vậy đó cho nên ở uh, uh, thông tin văn hóa ở ngoài Hà Nội người ta muốn uh, Uhm, tất cả những cái uh, entertainment cai nhà khi tổ chức vui chơi nhộn nhịp gì đó chúng ta hãy uh, dời lại để cùng nhau chia sẻ cái uh, tang thương đó uhm, phải nói thật sự um, fc xanh đọt chuối cũng đã chia sẻ tấm lòng của mình với lại gia đình của nạn nhân rất là nhiều đó là một cái cử chỉ một tấm lòng rất là nhân văn đối với lại uh, những người uh, mà gia đình mà có nạn nhân đó các bạn, uhm, đây nó cũng so diệu đi một phần nào thôi, một phần nho nhỏ nào thôi. Nhưng với những cái cử chỉ cao đẹp đó của người dân trong cả nước cũng như ở hải ngoại, thì uh, nó cũng nói lên cái tình tương thân tương ái, phải không các bạn ha? Vâng, bây giờ chúng ta nói về cái show của cháu Hồ Văn Cường. À, lần này thì cháu ra này Hà Nội vẫn với lại cái nụ cười. Uh, duyên dáng ấy à, lúc nào cũng nở trên môi và FC xanh Đột chuối thì dĩ nhiên rồi. Ủng hộ cháu rất là nhiệt tình ở ở trong cái sân khấu đó tôi thấy à, người ta cũng chọn cái nền màu xanh để cho phù hợp lại à, FC xanh Đột chuối ngồi ở dưới rồi à, phải nói rằng à, như thế nào ta nhỉ? Đầu tiên thì cháu hát bài gì đây? À, cháu hát bài Cúc hát ân tình ha. Khúc hát Ân tình rồi tới à, nửa đêm ngoài phố ừ. Rồi sau đó cho hát bài gì nữa ta à, um, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa hả Và ra tới ngoài Hà Nội rồi thì phải hát cho, cho người dân Hà Nội và khán giả Hà Nội Có những cái bài gì mà nó vừa cất lên là chúng ta biết rằng oh, Bài này của thành phố Hà Nội đây nè ừ cái bài đó thì uh, rất được nhiều ca sĩ đã ca rồi, vâng, còn ha? ngày xưa mình nhớ là cái bài đó là đầu tiên mình nghe là như là cẩm vân ca đó, à, cẩm vân, hai vợ chồng cẩm vân ca bài uh, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa, rồi sau đó mình cũng có nghe Thu Phương, đó là những uh, những kêu bằng là những uh, cái đại thụ trong uh, làng nhạc của Việt Nam nhưng mà cháu cũng cũng đâu có lép vế đâu khi ca mùa vắng những cơn mưa các bạn thấy không ở dưới uh, khán giả thì cũng đưa cái tay qua đưa qua rồi đưa lại đưa qua đưa lại um, cái giọng hát của cháu cháu rất là nó 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 nó, nó triều mến sao á người nghe thôi. mình ngồi ở dưới nghe đó nha tôi nghĩ là các bạn nghe chắc bạn các bạn cũng cũng phải có người nhắm mắt rồi uh, đông đưa theo cái uh, tiếng hát cũng như là lời su của cháu trong lời ca tiếng nhạc vậy ừ. rồi của võ đông điền tiếng hát chim đa đa <laughs> có một cái màn mà ngẫu hứng ca chai là à... gì các bạn cái bài gì với một bài mới mà nhiều người hay đăng ca đó các bạn khuya ánh trăng khuya sôi à, à, sao trời làm gió uhm, của nao ha bài này thì rất nhiều người ca lắm các bạn à hoài lâm cũng có hát nè mai thiên vân ca sĩ hải ngoại cũng có ra mv nhạc phẩm này nè à, mà mai thiên vân cũng uh, rất là hãnh hạnh diện nó cũng uh, khoe nó lúc đó từ hồi đó đến giờ nha chưa có cái mv nào nghe được vài ba ngày mà được trăm ngàn người uh, xem cái MV của Sao Trời Làm Gió của Mai Thiên Vân ca Thì à, mấy ngày được 100 000 đối với cô ta Dĩ nhiên là ở Việt Nam có nhiều người ca sĩ ra trong một hai ngày là cả triệu view rồi Nhưng đối với là Mai Thiên Vân thì chưa có MV nào mà hai ba ngày là được 100 000 Mà Mai Thiên Vân được gì thì cô ấy rất là mừng với là cái MV mới Phải nói giọng hát của Mai Thiên Vân nó, nó, nó trong trẻo mà nó giọng kim hả các bạn ha đó, nghe lanh lạnh 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 lắm nghe <laughs> thì nó cũng giống như uh, mọi lần khi mà cháu đi trình diễn thì uh, các mẹ các ngoài cũng đã chuẩn bị sẵn những cái uh, món quà mà ấp ủ theo từng ngày từng tháng để dành cho cháu sau từng bài hát một từng bài hát một à, lên tặng cho cháu <laughs> không phải là chỉ có trong nước không mà ở ngoài nước rất là nhiều luôn phải ừ. gửi cho những anh em youtuber làm nhịp cầu nối để tặng cho cháu ừ. họ gửi gắm cái tình thương từ nơi xa để gửi về cho cháu ừ. tuy rằng là mất nhiều thời gian mỗi bài hát thì khán giả lên tặng nhưng mà đó là cái cái thông điệp nó nó bình thường đối với cháu với lại những cái show ca nhạc của cháu nó đã là như vậy rồi chúng ta còn không có thể nào thay đổi được nữa những ca sĩ khác thì khác à, còn của cháu hồ văn cường thì là, là nó đã, đã là như vậy rồi thì cũng đã là như vậy đi <laughs> ok bây giờ mình có quen cái chân các bạn ha quen với lại uh, mỗi bài hát này lên tặng cũng không có ai phàn nàn gì nữa lúc đầu thì cũng có phàn nàn lúc đầu cũng có ý kiến vô ý kiến ra người này có ý kiến này ý kia kiến, ý, kiến, ý kiến nọ nhưng mà tại nhiều ca sĩ khác á, thì ta ít có quà còn mà cháu hồ văn cường thì lại khác à, được quà từ uh, những doanh nhân này những uh, mẹ những ngoại này rất là nhiều rồi ở hải ngoại nữa thì thôi uh, cứ một bản gì uh, cứ lên tặng cho cháu um, để chia sẻ cái niềm vui và hơn nữa thật sự ra khi mà tặng bông tặng hoa nữa, cái đó thì nó cũng nói lên cái cái tình thương yêu Mà người ta đã gửi gắm à, Những người đi đến đó xem Hoặc là những anh em youtuber Và cũng đã đọc tên họ lên Họ cũng cảm thấy vui Phải không các bạn ha Tại vì nhiều khi mà chúng ta gửi gắm đường xa Mà um, nhiều khi nhận mà không được đọc tên Thì cũng thấy hơi buồn buồn một chút xíu Nó thật sự là có đó Phải không các bạn ha um, Có một cái vấn đề này Mình cũng uh, muốn nói là Tại vì mình thương cháu Cường á mình biết rằng là các ngoại các uh, mẹ là thương cường nè, rồi uh, cứ nói không sao đâu, cứ kệ uh, nó ca sĩ mà nhiều ca sĩ cũng quên lời vậy, nhiều ca sĩ cũng đi hát cũng ngồi trên ghế rồi để cái miếng giấy đó là cái 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 uh, cái thái độ của tuổi trẻ bây giờ. Uh, có nhiều người nhận định như là ca sĩ Ngọc Ánh, đó. nữ ca sĩ Ngọc Ánh nó cũng lãnh rất là nhiều giải ở Việt Nam trước đó. Um, thì uh, nữ ca sĩ Ngọc Ánh là chuyên như môn hát nhạc uh, có nhạc rock rót các bạn à, à, cũng đã nhận định rằng là uh, tuổi trẻ bây giờ thì uh, hay ngồi trên ghế hát um, rồi có một cái cái giấy uh, ở đằng trước đó nó, nó, đối với Ngọc Ánh thì cái đó nó nó không có tôn trọng khán giả um, theo mình thì cũng tùy theo trường hợp Tại vì Ngọc Anh nói rằng là Ngọc Anh không bao giờ mà đi hát một cầm miếng giấy ca sĩ là phải thuộc lời Tại đây là cái nghề của mình Cái nghiệp dĩ mang của mình rồi Cho nên mình phải thuộc lời Mấy chục năm chờ đi hát rồi Ngọc Anh là không bao giờ mà có cái cầm miếng giấy đi hát Thì theo mình thì nó cũng phải như thế này Thí dụ theo cái phong trào tuổi trẻ bây giờ Tại vì có nhiều ca sĩ từ karaoke qua thành làm ca sĩ luôn Họ không nhớ lời hoặc là ngày trước á, họ à, họ quen với lại cái vấn đề mà cái gì cũng phải chạy chữ hoặc là có miếng giấy đằng trước ca bây giờ cũng chưa có thay đổi kịp. Uhm, tôi cũng chấp nhận cái cái lời nói của Ngọc Ánh là khi mà chúng ta ngồi trên ghế mà khán giả ở dưới có rất nhiều người lớn tuổi xem chúng ta trình diễn à, dẫu sao đi nữa chúng ta muốn đem lại tiếng hát lời ca cho mình cho người nghe thì chúng ta phải thuộc lời thuộc tác giả Chứ không thể, mỗi chút gì chúng ta phải nhìn vô giấy, mỗi chút gì chúng ta nhìn vô giấy ừ. à, Rồi à, cái vấn đề nữa là Tại vì chúng ta hát, chúng ta, chẳng hạn như ngày xưa mình vẫn còn, khi mà mình còn ban nhạc chứ còn MC đó Mình cũng không thích ca sĩ của mình mà mỗi lần đi lên cái để trên cái bảng, cái miếng giấy đó rồi nhìn vô đấy Rồi ca, tại vì nó không có feel các bạn vừa nhìn vô giấy rồi các bạn vừa ca theo lời bài hát là các bạn nhìn không nhìn được xung quanh ở ngoài rồi à, khán giả phản ứng như thế nào? Thử ra mình cũng hay nói với mấy cô ca sĩ local là những cái cô ca sĩ trong ban nhạc các em làm ơn vui lòng anh trả tiền cho mấy em tới trên đám cưới hát cho tới trong cái buổi dạ vụ hát Người em được trả tiền chứ các em không phải là hát free em có hát free nếu mà em hát free em lên em biểu diễn anh thấy được em cho em biểu diễn còn không thì thôi còn này anh em em được trả tiền cái c mà thì em phải làm tròn trách nhiệm mình là chỉ có thuộc bài hát thôi và khi ca nhìn với khán giả giao lưu với khán giả uhm, là như vậy cường có một cái yếu thế là hay để cái miếng giấy đằng trước tại vì những cái bản nhạc như là cũng đã quen thuộc rồi cũng đã mình ca nhiều lần rồi đây là mình nói ra để mình rút kinh nghiệm thôi à, chứ không phải là để chia bay cháu cháu phải nên thuộc những bài đó chắc luôn trong lòng tại vì mấy bài hát đó chúng ta hát đi hát lại hát đi lại rất nhiều lần cho nên nên nếu mà nói là mình không nhớ nổi hay là nhiều bài quá mình không nói nha không được tại vì mình không phải là người thường đây là mình đã thật sự luôn trong lòng mình luôn á à, tại vì là mình là ca sĩ chuyên nghiệp nghiệp dư nó khác và chuyên nghiệp nó khác à, cho nên là mình không cần để cái miếng giấy ở đó mình hát bài nào dĩ nhiên là mà là mình biết rằng cường Ví dụ hát 10 bài đi là thuộc lòng hết hơn phân nửa rồi ừ. Nhưng mà mình chắc chắn hơn nữa Mà nhìn để cho nó có vẻ professional à, là Có nghĩa là chuyên nghiệp đó. đó thì chúng ta không cần những cái miếng giấy đó à, Như vậy mới gọi là chuyên nghiệp được luôn nữa Tại ừ. như mấy bài nhạc đó cũng Mấy cái nhạc chúng ta ca đi ca lợi rất nhiều lần Đúng không? À, biển tình hay là nửa đêm ngoài phố này kia nọ mấy bài đó là cường hát rất là nhuyễn mà ừ. mà nếu mà chúng ta thuộc bài á là vừa hát chúng ta vừa diễn xuất nó còn hay hơn nữa ừ. mình chỉ có ý kiến như thôi còn ngoài ra thì tất cả đều là xuất sắc tất cả đều là tuyệt vời ừ. tuyệt vời ở mặt trời á <laughs> rồi đây sẵn đây mình đọc một số bình luận trong cái cái youtube của bạn của em cái em trai quách nguyên này ha hơn nguyễn thấy thường bé quá hát chay thật là thấy thích luôn nghe bé cường hát chay nay bé có quà nhiều mừng mừng quá xanh đọt chuối tuyệt vời bé cường càng tuyệt, càng tuyệt vời hơn ai à, ơi hồng nguyễn này nhớ lần sau viết tiếng việt chấm phải giùm mình chút xíu nha để mình người ta đọc người ta biết cái câu nào để người ta người ta còn nhắc còn cái này đọc luôn tuần biết cái chỗ nào mà nhắc cái trơn á lo nguyện cảm ơn quách nguyên đã đăng clip cho cả nhà được xem show đêm qua của cường thật là tuyệt vời cường ngày càng hát hay và tỏa sáng Làng Dương Tố. Chúc mừng con Cường sau diễn thành công tốt đẹp. Cảm ơn cả nhà xanh độc chuối vẫn luôn đồng hành cùng con. Cảm ơn Quách Nguyên đã cho cả nhà xem lại đêm diễn thật đẹp của Cường. Giang Hoàng hả? Cảm ơn Quách Nguyên đã cho các cô xem những hình ảnh đẹp giọng hát của Cường ngày càng hay và tuyệt vời. Này bạn dân hồ hả các ông bà cha mẹ cô chú anh chị là tấm gương và là động lực với những hành trang đến với lại show con bất áp lực thì con hát càng hay cũng như con muốn một gia đình xanh đọt chuối vui vẻ đoàn kết đại đoàn kết hiện tại cường còn phải lo phần lớn về học hành nên đầu óc rất là căng thẳng mong gia đình xanh đọt chuối đoàn kết và vững mạnh bảo vệ con trên quãng đường phía trước à, quyết không cho bọn quỷ ác xâm nhập Bây giờ mình thấy Cường cũng ok lắm rồi, ekip Cường cũng lo cho Cường đầy đủ và các mẹ cũng có nhiều ý kiến hay Cái nào dĩ nhiên mỗi người một ý cho cái ai yêu thương Cường cũng có cái điều chúng ta đều có ý kiến à, chúng ta đưa cái ý kiến lên nếu mà chú ý kiến nó hay thì Cường và những người mà kế cận Cường thấy hay thì uh, duyệt đem vào còn ý kiến nào mà thấy không hay ok bỏ qua một bên mỗi người họ có một cái hay riêng của họ chứ không phải nói là tôi yêu cường là phải phải làm cái ý của tôi tôi phải là gì vậy, vậy hoặc là tôi là người youtuber được nhiều người mà coi nhất trong cái nói về cái drama của cường thì phải theo ý tôi không phải vậy mỗi người chúng ta yêu thương cường một cách khác nhau chúng ta có ý kiến của chúng ta không phải là chúng ta ý kiến chúng ta của mình là đúng và của người khác là sai không phải là như vậy đúng sai là ở công tâm của mọi người người ta nhìn mình người ta biết phải không các bạn ha hồ sim um, các bà mẹ nên cổ vũ tặng ca sĩ bằng những tràng phổ tay sẽ văn minh lịch sự hơn là la hét nhé và không làm khó chịu những khán giả không phải là fan của hồ văn cường đó đây cũng là một cái ý kiến um, ví dụ người ta nói như vậy thì uh, À, chúng ta có thể khi mà Cường hát hết thì chúng ta vỗ tay Rồi lúc mà đúng lúc thời điểm thì Hồ Văn Cường, Hồ Văn Cường thì đúng lúc Chứ không phải chúng ta là yeah ok, hay yeah Nên Khi nào chúng ta nó làm như vậy thì nó cỡ vẻ như là bác nháo ừ, Ý kiến nào cũng hay chứ Thì mình thấy cái ý kiến nào hay thì mình uh, Rút tỉa được cái kinh nghiệm Để Chúng ta đến với nhau Bằng cái uh, sự văn minh lịch sự hơn thương nguyễn uh, nghe cường hát cảm động chảy nước mắt luôn uh, các bạn ơi và nhất là mình thích cái bài mà cổng mẹ đó mỗi lần mà cường hát cái bài cổng mẹ tự nhiên mình nó thấy trong cái lòng mình nó nó, nó làm sao đó mà mình nghĩ rằng không phải riêng mình đâu mà nhiều người cũng vậy nữa chắc chắn 100% phần trăm là như vậy mặc dầu cái bài cổng mẹ đó mình nghe rất nhiều lần quá các bạn ha nghe rất là nhiều lần Nam Nguyễn Văn Thật sự cái trí trẻ có một không hai Cảm ơn Quách Nguyên đã cho mọi người nghe lại đêm diễn Chúc gia đình xanh đọt chuối miền Nam Về thượng lộ bình an Huệ uhm. Vũ sâu diễn quá thành công với giọng hát của cháu Hồ Văn Cường Càng ngày lại càng hay hơn Để lại rất nhiều cảm xúc trong lòng của mọi người Thanh Nguyễn, hình ảnh năm Thanh đều rất đẹp và Cường thì quá tuyệt vời. Dương cả quá hả? Cường đang xúc động đó, thấy thương Cường quá, tình cảm của ngoại và các bà, các mẹ thật là tuyệt vời. Hà Chi, nay mới có thời gian để xem lại nghe Cường hát thật là hay. Thủy Cao, cô ở xa, mỗi lần có show của cháu Hồ Văn Cường là cô xem tới sáng, vì bên cô cách bên con 4 tiếng đồng hồ. Uhm. Ok, cảm ơn tất cả các bạn. À, bây giờ thì à, mình phải trở về làm việc. Yeah. Uhm, Youtube chỉ là một cái à, sở thích riêng của mình để mình giao lưu với các bạn à, khi mà những lúc nói về vấn đề drama này, vấn đề drama khác Dạo này mình ít có nói về Cường vì mình thấy Cường đã trên một cái bệ phóng nó vững vàng rồi Cái nền tảng nó vững chắc Có các mẹ, các ngoại nè, rồi các youtuber ủng hộ nè, rồi khán giả rất là đông nè Và bên kia cũng không còn tấn công Cường nữa, đó là cái điều mà chúng ta mà mong muốn từ bao lâu nay à, chúng ta muốn cái drama họ không có tấn công cường họ không có du khống mạ lị, nhục mạ gia đình cường và cường à, và bây giờ thì yên ổn rồi đã cái đó thì uh, um, chúc mừng cho cường còn anh em youtuber thì uh, cũng ít nói về cường hơn um, người ta thì chỉ uh, nói về những cái drama nó đang nổi cộm hơn bây giờ à, thì uh, những anh em nào ở uh, ở việt nam những anh em youtuber việt nam thì có thời gian và cái 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 địa lý gần hơn như là ở trong Sài Gòn ở Hà Nội thì có thể bay ra bay vô còn những người ở Mỹ này thì khó mà về được rồi chỉ cái lâu lâu Tết thì là một dịp nào đó về mới được đu show của giáo hồ Văn Cường mà thôi vâng cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ và xin chúc cho tất cả quý vị cũng như là đại gia đình xanh đặc chuối được nhiều sức khỏe nha và hẹn tất cả quý vị trong một video lần sau xin chào bye bye